Vùng kinh tế phía Bắc, NEZ, của Việt Nam đang thu hút một lượng lớn đầu tư trực tiếp nước ngoài, FDI, nhờ vị trí thuận lợi và khả năng hấp dẫn đầu tư. Bất động sản công nghiệp Việt Nam đang nâng cấp giá trị với các dự án đầu tư từ các lĩnh vực giá trị cao. Trong vùng này, ngành máy tính, điện tử và sản phẩm điện chiếm khoảng 20% tổng vốn đầu tư FDI mới đăng ký, tiếp theo là thiết bị điện với 15%. Các tập đoàn hàng đầu bao gồm Samsung, LG Electronics, Foxconn, Canon, Hyundai, Honda và VinFast. Các doanh nghiệp chủ chốt tại NEZ hoạt động đa dạng ở các ngành như cao su và nhựa, thực phẩm và đồ uống, vật liệu xây dựng và ngành công nghiệp may mặc. Các nhà sản xuất liên quan đến năng lượng mặt trời đang di chuyển về phía Bắc, chiếm 3 trong 5 dự án sản xuất hàng đầu tại NEZ trong năm 2022. NEZ là nơi tập trung gần 80% trong số 30 nhà sản xuất sản phẩm năng lượng mặt trời, còn lại ở vùng kinh tế phía Nam. China Solar có khoản đầu tư lớn nhất với dự án 275 triệu đô la Mỹ tại khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên. Các nhà đầu tư chủ yếu đến từ Hồng Kông, Trung Quốc và Singapore. Tuy nhiên, nhà sản xuất mô đun năng lượng mặt trời của Mỹ, Tonawa Solar, đã bắt đầu sản xuất trong nửa đầu năm nay tại cơ sở hiện đại ở khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Năm nay, AD Green, một doanh nghiệp tư nhân Việt Nam, đã khởi động hoạt động tại cơ sở trị giá 45 triệu đô la Mỹ với không gian sản xuất tấm pin mặt trời 3 GW. Phục vụ khách hàng trong nước và quốc tế. Cơ sở này nằm tại cụm công nghiệp An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.